Thì theo tâm cảnh của cậu này mới được. Ba, con có một tin mừng nói cho ba biết. Cái gì vậy? Hôm nay con đã sai người đi tịch thu một mớ áp phiện. Dù sao chúng ta cũng là ăn món này, có cho người đưa vô kho rồi. Cô tịch thu mớ áp phiện đó sang đồ của mình. Con chung đông sợ không phục vụ được. Bà cứ yên tâm đi. Thứ nhất thì ông Winston đã về Anh Quốc rồi. Thứ hai thì cái tình báo này chỉ có một mình con biết thôi. Không sao là cái chắc rồi. Như à, thằng Kiệt chẳng qua là đố kỵ chúng ta thôi. Do nó có nói gì đi nữa, em mặc kệ nó đi. Em đã đoán trước nó là như vậy rồi. Nhưng mà không sao, vài ngày nữa em sẽ không có nhiều cơ hội chạm mặt với nó nữa đâu. Sao vậy? Sáng nay em đi đánh tennis, gặp được một bạn học cũ. Nó nói nó kiếm giùm em một chuyện làm ở nhà báo á. Cái gì? Em muốn ra ngoài làm việc? Tại sao không cho anh biết sớm chứ? Em đâu có cơ hội nói cho anh biết chứ. Người ta kiếm người gấp như vậy, cho nên em đã hứa với họ trước rồi. Như à, bây giờ anh đâu phải không có cho em ăn, cho em ở chứ. Cần gì phải làm? Em ra ngoài làm gì à? Mất mặt lắm đó. Anh chỉ biết lo thể diện thôi. Sao anh không lo cho em ở nhà buồn chứ? Em có thể kiếm đánh bài hay là đi dạo phố cũng được mà. Còn nữa, từ nay đừng có ra ngoài đánh tennis nữa. Em đã có chồng rồi. Còn giống như cô gái vậy, cứ ngày nhả tưng tưng à. Anh không hiểu em chút nào hết. Em không nhận cô anh. Em còn phải có sự nghiệp và sở thích của em mà. Em không muốn làm mình bông để chân đâu. Dù sao em cũng có học, phải giúp ích cho xã hội chứ. Miệng tí lì à? Bộ em tưởng em đang ở hội phụ nữ diễn thuyết à? Em nói chuyện với chồng em đó. Tuy học thức anh kém hơn em, nhưng anh cũng hiểu.
Cái gì gọi là xuất giá tầm phù à? Sao đó anh cổ lộ quá vậy chứ? Em thiệt hoàng lúc trước đánh cho anh. Hả? Em hút cái hoàng đã lấy anh. Xin lỗi nha. Em vô tình lỡ lời thôi. Em Như, em nghe lời anh đi. Đừng có ra ngoài làm gì. Nhân dân cho em được không? Em biết đi làm ban đêm nên em một mình buồn. Nhưng mà đã hứa người ta rồi, nếu từ chối thì kỳ lắm đó. Tại sao em phải đi làm ban đêm chứ? Một người đàn bà đêm hôm khiêu khắc đi tới tầng, dù cho em làm ăn cũng bị người ta chê cười đó. Vì sao cũng không chịu đem em ra làm? Em nhất quyết phải đi làm thì cái gì khác làm đi. Em đã lỡ hứa rồi, từ chối sao được? Hay là vậy nè, mỗi người nhường một bước, anh cho em một tháng đi rồi em mới xin nghỉ, vậy có được không? Anh biểu anh lấy em làm vợ chứ? Tấu Quân à, lát nữa tan sở tay với mày tới đặt là coi cine nè. Trong báo có nói ngờ đó gắn máy lạnh cả trăm mấy chục ngàn đó. Bây giờ mày định đi coi cine hay là đi hắn máy lạnh đây? Hơn nữa mấy bữa nay tao về nhà khuya lắm, cho nên tao cũng muốn đi. Nè, hay là thứ bảy mới đi đi. Vậy cũng được. Nè, thứ bảy mày nhất định phải đi với tao nha. Cô Quân à. Ông Kiệt, sao đúng lúc quá vậy? Tôi có tình đến đây chờ cô tan sợ đó. Sở Quân, hồi nãy mày nói lái với tao. Xin mời luôn cô, chúng ta cùng đi chung uống một ly nước nha. Dạ thôi, để tôi về nhà trước. Minh Minh à, tôi cũng phải về nhà luôn. Cô Quân à, tôi đã ở đây đợi cả buổi chiều rồi đó. Vậy có không dị tình tôi sao? Cô coi bạn của cô đang cười chúng ta đó. Xin hỏi hai vị dùng gì? Tôi y như cũ. Có con à, có gì? Ly nước cam được rồi. Cô cảm thấy ở đây sao ạ? Cũng khá lắm. Anh thường tới đây lắm hả? Thường ngày tôi đến đây một mình để uống cà phê và ngắm mặt trời lặn. Hôm nay thì thấy một người đẹp ngồi chung với tôi. Bộ anh đang đóng kịch sao? Ông kia à, hoa hồng đã đem ra rồi. Bạn gái em đó. Ông đặt tức đó qua. Biết nhất chắc tôi chỉ có thế. Tôi rất có tin tưởng. Nhất định em sẽ tha lỗi tôi màu mụi như vậy. Ra tối hôm qua ông đã cứu tôi. Đáng lẽ tôi mời muốn gặp thầy mới đúng. Chuyện tối hôm qua tôi cảm thấy hình như ông trời đất thì chắc sẵn. Hy vọng sau này chúng ta có thể gặp luôn bằng cái cách này. Em đó hoa đó. Kể cho chúng cách nhau làm bạn nha. Em về mộng thì được rồi. Hôm nay em cho anh đưa tới nhà đi. Ây da, cô Quân kìa. Lương à, Hiền à. Ra coi nè. Ê, Quân à, luôn tiện tới trước cửa thì mời người ta đi nhà chơi luôn. Nếu bây giờ anh đi về, có phải mất lịch sự lắm không anh? Mời lên nhà chơi. Ây da, cô Quân à, dẫn mặt tôi về nhà chơi. Hả? Chào bác gái. Ây da, tôi không phải là bác gái, tôi là bà Phước thôi. Đó, bà mới bác gái. Xin lỗi nha. Mời vào nhà chơi. Thì ra là cậu Đỗ Kiệt. Bắt lên cái là Kiệt được rồi. Á, thì ra là hai người biết à. Xin ngồi. Như ngồi, mời ngồi.
Mời ông trà cậu kỳ. Cảm ơn, cảm ơn. Anh bà dạ, cần gì khách sáo vậy? Cậu biết chỗ này rồi, xin cậu tới đây cho luôn. À, nhất định, nhất định. Cậu kia cũng dùm trà. Dạ được. Dạ, tôi nấu đồ ăn cho cậu ăn. Khỏi cần mà. À, cũng khuya lắm rồi, tôi xin về. Tự nhiên nha. Cảm ơn cậu đã đưa con Quân về đây. Xin tạm biệt các chị. Tạm biệt. À không, nhớ tới chơi nha cậu kia. Dạ được. Có rảnh tới chơi hả? Ây dạ, cháu Quân thiệt là biết chọn bạn. Quen người bạn này vừa giàu sang, vừa đẹp trai nữa đó. À, đúng rồi, cậu Đỗ Kiệt, không lẽ cậu là... Đúng vậy, nó đúng là con của Đỗ Tư. Ồ, nhà Đỗ Tư thiệt là có tài tiếng lắm. Đúng à, sao con quen được nó? Con đi ở khúc đường gió mẹ người ta giật xích. Tao cho mày biết, không được đi chơi với nó nữa. Người họ Đỗ, chơi không nổi đâu. Tại sao? Tại sao? Đừng có hỏi. Dạ, lừng à. Nè, sao này, cháu Quân gái được qua bên họ, họ giàu sang như vậy, sẽ dịu dắt luôn mày đó. Không những dịu dắt mày, còn dịu dắt luôn tao nữa. Bà Phước à, tôi quen với anh đây thôi. Quân à, tóm lại ba làm vậy cũng chỉ tốt cho con thôi. Thôi đi, thôi đi, giờ cũng khuya lắm rồi, đừng có làm ồn làm cho má với thằng An thức dậy nha. Con mình nó đã lớn rồi, nó biết nghĩ rồi nè. Được, vô ngủ đi. Nhưng mà kiếm tao có chuyện sao? Đúng đó ông Lương, ông có quen biết với những phóng viên tin tức mà người họ thẳng thắn không? Biết, những phóng viên thiếu các nhà báo lớn tôi được quen hết mà. Ví dụ như được rồi, tôi biết ông giao thiệp rộng rãi, anh ấy được kêu ông là Thông Thái Lương mà. Anh Ba à, kiếm những phóng viên này bộ có gì quan trọng sao? À, không phải tôi muốn kiếm những phóng viên này, mà là Lâm Thắng thì muốn kiếm ông để giúp một tay. Hả? Theo tôi biết có một số phóng viên đóng ở sở cảnh sát mà. Là như vậy, vì Lâm tham trưởng cảm thấy vụ án này rất là quan trọng, ông muốn kiếm một số phóng viên mà mình có thể tin cậy để giúp một tay, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Được, chuyện này cứ giao tôi làm. Ông muốn chừng nào gặp mặt họ? Bây giờ ngày mai. Ở có hàng Thiên Thành. Được. Đi qua những nơi này vậy. Ủa em không thích thì làm sao? Không phải, em không chăm đi nhiều thôi. Vậy ba của em cũng thương em lắm đó. Nhưng từ nay ông có thể yên trí rồi, có anh ở bên cạnh em. Sao em không được vui hả? Bộ ba của em không thích em đi với anh sao? Nhưng ông nói nhà của em nghèo không xứng đáng với nhà của anh. À, anh đâu có phân biệt được gì đâu. Hơn nữa ba của em và với thượng lưu cũng có tiếng tăm lắm đó. Tiếng tâm thì không dám nói, nhưng ổng gì lắm cho biết là gia đình em tối ngày lần lòi vất vả lắm đó. Ổng thiệt là cực nhọc lắm. Như bữa nay vậy, mới gọi điện thoại cả ngày rồi. Hàng kia anh đã gọi điện thoại cho em nhiều lần cũng không được. Ba của em lại có u bán lớn gì, cần phải bàn chứ. Em cũng không rõ gì mấy, chỉ nghe ổng nói có hẹn mấy ông ký giả gì đó. Nói là đi, cái gì mà kho hàng đó. Hẹn ký giả tới kho hàng? Có phải có hàng mới gì cần phải giới thiệu không? Em cũng không biết nữa. Dạ em còn nhớ, đó là có hàng gì không? Em không để ý nữa, chỉ nghe ông nói hẹn nhau lúc 5 giờ mà thôi. Anh Kiệt à, anh sao vậy? Không có gì. Anh đi toilet một lát nghe.
ông làm gì vậy hả? Tôi nghi ngờ ở đây có tích trữ thuốc phiện, bây giờ phải lục soát. Kho hàng này trống không à, có mười mấy chục hàng, ông lục thì lục đã đi. Rồi đi. Chết. Chắc không ra gì hết. Chưa rồi. Đó là tối ngày con ở sở mà. Tại sao có người lục soát kho hàng chuyện lớn như vậy con còn không biết chứ? Thì là tên Lâm kia chơi con đó mà. May ra con bắt được tin này. Tên là Lâm kia. Thế lẽ nó không có lớn gan vậy đâu. Nhất định là tao tự mình giúp cho nó đó. Bác ông phải hỏi sao? Không phải sao cho đồng quốc lương hẹn cái gì chứ? Đồng quốc lương. Mày cả gan dám giúp Tăng Thiện Bình. Bà, con nghĩ đồng quốc lương cũng bị người ta lợi dụng thôi. Nữa con đang quen với con gái của ông. Bà không nên để con khó xử mà. Được, vậy thôi. Anh à, má đã an toàn chứ? À, vậy là nó qua ma kêu rồi. Con đã mua chuộc những người gác gian của kho hàng ông rồi. Mấy hàng đó con đã cho vô kho rồi. Dù cho bị người ta xét được, chúng ta cũng vô tội mà. Sao bữa nay thích coi báo quá vậy? Anh đang ở đây ủng hộ em đó. Anh thì là ngoan, đám bà xã thương anh lắm. Nè nhớ nghe, phải ngủ sớm không? Được rồi. Giờ em đi làm nha. Ừ. Nhớ cho sớm nha. Biết rồi. Đừng nhắc bà nữa. Học có vài năm đại học thôi, cứ đòi tiền lập hoài, khỏi cần ông chồng nuôi nữa. Còn mỗi đêm cứ tới nhà có lần trộm báo nữa. Thì ra bà xã của cậu cũng giỏi quá vậy. Bố có giỏi bằng em nâng niu đàn ông chứ. Không biết nói chơi hay nói thiệt. Có ngày anh cứ làm em vui hoài. Anh nói từ đáy lòng mà. Thật ra anh với người vợ này không hợp chút nào. Báo dùng toàn những từ gian trường, anh không biết bà nói gì. Trước em chịu theo anh. Bây giờ không muộn mà. Không, trước anh đã từng nói với anh. Em chỉ chăm sóc cho mình anh. Sao ạ? Em chỉ sợ làm cho gia đình không được thiệt kỳ lắm đó. Khờ quá. Chuyện của anh ai dám nói chứ. Bây giờ em chịu rồi hả? Thiệt hả? Vậy thì ngày mai anh đi kiếm nhà. Cái nhà thật đẹp cho em nhé. Chúng ta cạn liền. Nè, tặng cho các bạn đúng đó. Cảm ơn ông chủ. Mấy bên cũng thế nào? À, cũng khá lắm đó. Gần đây còn có người mua giùm chúng ta mười mấy ngàn đồ hải sản nữa. Ừ. Bây giờ thằng Tường dẫn đi lấy hàng. Ừ. Chào ông chủ. Ừ. Vậy đó à? Ừ, mới về. Chiếc đồng hồ này tặng anh. Hả? Ông chủ. À ông chủ à, lúc nãy tôi có kho hàng lấy hàng, không thấy vô chiến đâu hết. Có bắt gì không? Đây thì có. Nhưng mà ông Đạt, sao quay vậy? Chết qua một, đâu có đáng là bao. Anh à, đi chơi với bà xã có vui không? Ồ, vui đến nỗi không muốn về nữa. Cái đời này nhiều lúc lạ lắm, gương vợ cũng trở thành lành. Vậy thì chúc mừng ông đó. Cảm ơn. À đúng rồi, ông bà à, mấy nay đó ông có chuyện gì xảy ra không? À, chỉ cần đậu tứ không sanh sự thì sẽ thái bình ngay. Nhưng mà tôi cảm thấy có một chuyện rất lạ. Chuyện gì vậy? Người gác kho hàng của tôi không có xin phép nghỉ để đi làm việc. Cùng trong kho hàng của tôi phát giác mười mấy tôi phát hiện không có niêm phong của chính phủ. Tại sao kho hàng lậu này là ở trong kho của tôi chứ? Tôi hiểu rồi.
con của Đỗ Tứ cướp được tịch thu. Cái tịch thu mới hàng là cho vô kho của mình. Có lẽ gì tin tức bị bại lộ, Lâm Thám trưởng đã gì vậy trúng tư kế tù kế của nó. Hay đến nỗi Lâm Thám trưởng đã mất hết uy tín ở dưới báo chí. Trên mớ hàng đó có bị phát giác ở trong kho không? Thiệt là tức chết. Đỗ Tứ thiệt là đê tiện. Các hàng nhân hận lại tôi. Ông cứ yên tâm, mớ hàng lậu này chắc không để ở kho ông quá lâu đâu. Đi nó trong một hai ngày, họ sẽ kiếm người tới mua thôi. Vậy thì chờ cho nó. Không được, để tôi gọi điện thoại báo cho cảnh sát tịch thu số hàng đó. À, ông Đạt à? Hả? Ông báo cảnh sát vô dụng thôi. Con còn ông nắm quyền ở dưới cảnh sát, không làm được gì đâu. Hay là vậy đi, để tôi giới thiệu một người mua hết mớ hàng kia. Ông kiếm được một ít tiền. Nhưng mà tôi sợ Đỗ Tứ, nó sẽ... Cần gì phải sợ, Đỗ Tứ đã không cho ông biết trước mà. Bây giờ ông đã về đây rồi. Là không nhắc tới một tiếng. Quán hết mớ hàng của nó sẽ ngậm đắng thôi. Đúng thật. Đỗ Tứ cũng hiếp tôi lâu rồi. Ông bà, ông thường hãy giúp tôi, sau khi bán xong hàng rồi, tôi sẽ cho ông một phần nữa. Tôi tăng trưởng bành, không mong muốn điều đó. Tôi chỉ mong muốn cùng với ông ta chân thành. Tốt, tốt, cảm ơn. Đúng rồi, tôi có chút chuyện cần phải về. À, cứ tự nhiên. À, chào. À, chào ông. Anh gọi điện thoại cho em, em lại không nghe. Tại sao lại như vậy? Mình à? Con mong sau này nên kêu tôi là bà gì? Mình. Tại sao em thay đổi đồ còn như vậy? Em có biết hôm đó anh hàng với em xem còn công tập làm cho anh giàu. Sau đó anh biết em đi chung với Diệp qua cầu. Sao anh cũng cảm thấy khó chịu. Ông Đỗ Tứ à, tôi nói chuyện có tôn trọng một chút. Tôi là người đàn bà đã có chồng. Chuyện gì vậy? Tôi hồi đầu làm phải này. Không hy vọng tiếp tục còn làm như vậy. Mình à. Tôi biết. Tôi làm như vậy khiến ông rất mừng. Nhưng thứ tình cảm của chúng ta là trái với lương tâm. Tôi không muốn tiếp tục nữa. Chúng ta hãy chia tay. Anh tới đây cố ý là nói để chia tay. Đúng vậy. Hôm nay tôi tới đây gặp là để nói rõ chuyện này. Hay với tôi vậy, đây là chấm dứt. Từ nay về sau, chúng ta đừng ai nấy đi. Mạnh à, bây giờ chồng em là kẻ thù của Trang Tưởng Bình. Nếu em mà một mực đòi rời bỏ anh sẽ không giúp nó được. Chừng đó, anh tin tức gì xin anh. Đầu tiên, cho dù ông nói gì đi nữa, tôi sẽ không cho mình tiếp tục sai lầm nữa. Tứ gia, xuất thuốc lậu. Đừng phiền tao.
Kiếm Ngụy Gia lo đi. Chúng tôi kiếm không thấy Ngụy Gia. Đúng đó, chúng tôi kiếm hết trơn rồi. Thằng Kiệt đâu? Cậu Kiệt cũng không ở sở cảnh sát. Chuyện gì gấp vậy? Hôm nay chúng tôi đến kho hàng ông Diệp để lấy hàng. Muốn số hàng nào đã đem xuống tàu. Nhưng mà khi số hàng người gác hàng đã bị đổi, không chịu cho chúng tôi lấy hàng. Nó thiệt không nể mặt tôi. Sau đó chúng tôi chỉ có cách làm liều xong vô trọng lục. Nhưng mà kiếm hồi kiếm đi cũng không thấy số hàng ở đâu. Diệp đẹp, nếu tao buông tha mày, tao không phải hồi đổ đâu. Thưa ông chủ, thưa bà chủ, xin bố thí cho tôi giờ đồng đi. Hả? Làm ơn làm phước mà. Dùng trà. Mời gì? Gọi điện thoại tới đây sao không có ai nghe gì? Tao không muốn nghe những điện thoại dơ dẫn. Cái chết của anh ta, anh cũng có phần trách nhiệm. Về muốn tìm đồ tập trình ra vụ này ra chủ ương, anh cũng đón ra phần nào. Ai vậy? Còn chưa điều tra ra sự thật, anh không muốn nói ra trước. Nói chuyện gì tôi sẽ bốc mà mở được chứ. Anh nói đi. Người lạ đâu. Anh nói đi. Em còn nhớ không? Lần trước gì dù với bậc gì anh Đạt đã thù quán với ai không? Còn nữa, vợ của Tăng Tưởng Bình bị chết. Cho rằng dù này là do anh chủ quân. Tăng Triển Bình. Tình hình bên đầu tư ra sao? Bé này yên tĩnh. Thôi dịp bà đóng tăng rồi. Cũng chưa thấy họ bảo mặt. Nước mắt ca sâu. Hắn thiệt là xảo quyệt. Hắn càng dám giết Diệp Đạt trước đường tay tủ lầu. Để người ta khỏi nghi ngờ hắn. Anh cẩn thận là hơn. Không phải là Diệp Đạt. Tôi đang không sợ, nhưng phải cẩn thận. Tao biết rồi mà.
không chú Quang đi vừa lại thêm mặt. Con không đi. Về nhớ về sớm à. Dạ. Thì ra là cô hả? Tao đã nhiều lần gọi điện thoại cho mày, sao mày không chịu nghe vậy? Tao không muốn nghe. Đáng lẽ tao muốn an ủi mày, nhưng mà tao không biết nói gì hơn. Tao có cần gì chứ? Tao thiệt là không hiểu. Bác Đạt cũng giống như má tao vậy, không có quán gì vậy mà. Tao cũng không hiểu. Cô hỏi bác của cô đi. Không bao giờ nói những chuyện này với tao đâu. Ông không nói cho cô biết. Đi hỏi ông, có ông trả lời không? Nhất Kỳ, tao cũng không có nhà. Hiện ông ở đâu? Ông ở tiệm của chú Quang. Diệp Kỳ, tại sao cô làm vậy? Tôi trả thù cho ba tôi. Trả thù? Chứ ba cô có thù quán gì? Ông rõ hơn ai hết mà. Cô hiểu lầm rồi. Tôi cũng có hiểu lầm. Là ông đã hiểu lầm. Ba tôi giết chết vợ của ông. Thật ra chuyện đó, tôi còn hiểu rõ hơn cô nữa. Tại sao không nghe tôi giải thích, còn kiếm người giết chết ba tôi? Đêm đó trước khi ba cô bị giết, đã đến kiếm tôi nói chuyện lâu. Ông đã giải thích cho tôi biết. Nè, cái này là quà tặng của ông tặng cho tôi. Còn nữa, ông có bỏ quên một cái ông điếu ở đây. Thật không ngờ, không có cơ hội để trả lời ông. Thả cô ra đi. Giờ ông có gì bằng cớ là chứng minh ông vô tội? Đã giải thích với cô rồi, còn ông điếu ở đây nữa, cô tự suy nghĩ kỹ. Ra ngừng với bà cô, chỉ có người này thôi. Vậy là ai? Tôi không thể nói cô biết. Tại sao không nói chứ? Nếu cô không muốn chết một cách oan uổng, thì cô cần nên biết nhiều chuyện. Tứ gia, cô Kỳ muốn gặp Tứ gia. Dạ. Cô Kỳ, mời. Kìa, cho nên đang thăm tôi rồi. Thưa bác, chỉ có một việc muốn được bác giúp tay.
Có việc gì cứ nói ra đi, để coi bác có giúp được không. Thưa bác, ba của cháu đã chết thảm như vậy, thù này cháu nhất định phải trả. Cháu yêu cầu bác giúp cháu kiếm ra hung thủ. Kìa, chuyện này dù cháu không đến đây kiếm bác, bác cũng tính làm gì? Bác với ba cháu là bạn thân lâu năm, chuyện của nhà họ Diệp tức là chuyện của tôi gì? Bác Tư, cháu muốn bác giúp cháu kiếm được người chú vụ này. Được rồi, chuyện này để cho bác lo. Cháu về. Tư gia. Quyên à? Dạ. Mày đi hạ tên hung thủ đó giùm tao, có biết làm không? Biết. Làm cho gọn gàng chút. Dạ tư gia. Đi chơi cho anh có vui không? Vui lắm đó. Anh thì sao? Em vui thì anh vui rồi. Bây giờ về nghe. Vâng à. Chuyện gì vậy? Thế Kỳ, nếu anh cho em là bạn của anh nên tôn trọng em mới đúng. Xin lỗi nha. Chào em. Quân à. Còn chưa ngủ hả? Con chưa về nhà, ba ngủ cho yên chứ. Sao có công gì trễ nữa đâu. Con thiệt biết nịnh ba quá. Tối nay con trai có vui không? Cũng vui. Con thú thật cho ba biết đi. Con phải con thiệt tình đi thằng Kiệt không? Ba à, ba nghe con biết nó làm sao chưa? Quân à, ba không phải muốn ngăn cản con Quang với bạn trai, nhưng ba thì chỉ có một đứa con là con. Ba đã đặt hết hy vọng rồi con. Ba không muốn con Quang với một người bạn xấu. Con hiểu không hả? Khuya rồi đó, vô ngủ đi. Dạ. Ba ngủ về rồi. Hà chị Trinh. Sớm có vậy? Cháu cũng vậy chứ. Sao đâu sánh bằng chú Năm được. Những cô đường tay tiểu lầu đều là tin nhân của ông hết đó. Gần đây nghe nói ông ở ngoài còn có một nhà ở chung với một cô kia bị tin nữa đó. Ây chà, thiệt tội nghiệp. Bỏ bà vợ ở nhà ngủ đang lạnh lẽo. Em đi đâu chứ? Anh khỏi lo cho tôi. Anh lo anh giao thiệp. Cái gì? Khỏi lo cho em. Em là vợ của anh mà.
Cô vợ nó để trưng bày vậy thôi. Tức là em nói ngang thôi. Hồi nói nha. Tứ tôi không biết anh làm những gì sao? Anh cứ ngồi kia. Chỉ là xã giao thôi mà. Chỉ là xã giao. Vậy tôi cũng có thể mà. Đang bà cũng không thấy. Chạy tới chạy lùi sẽ bị người ta nói xấu thôi. Được. Nói chuyện với em giống như là cãi nhau vậy. Chúng ta cũng không được vui. Ai muốn làm gì thì làm đi. Cảm ơn. Ba Dương, kiếm tôi có chuyện gì không? Những người giúp việc cũ ai nấy lại đòi thôi việc. Thằng Năm rồi lấy vợ, thằng Năm chỉ đòi về quê khiến cửa tiệm không có ai làm hết. Tại sao lại như vậy chứ? Bà Diệp à, tôi thấy gì thì nói nấy đó nha. Thì mấy cô lão già tới người lạ gian vô đứng không chỉ tay Năm một lỗ sọng hết trơn à. Những người cũ giúp việc theo công việc tới đây giúp việc từ ngày khai trương đó mà. Những công việc đã làm quen hết rồi, bây giờ bị hai người đó sai tới sai lùi dĩ nhiên là bực đó mà. Bác Dương à, kiếm mấy người cũ lại để tao được gặp ông Tư. Tôi xin kêu nha. Dạ được. Má, chuyện gì vậy? Không có gì. Con nghe má nói đi gặp đồ Tứ mà. Nết đừng có nhiều chuyện. Em hỏi anh, tại sao anh không lên một tiếng nào? Đã cho hai người vô tiệm gì đó. Chuyện này là nhỏ mọn thôi. Sao chuyện nhỏ làm lớn vậy? Còn nói là chuyện nhỏ, bây giờ đã thành chuyện lớn rồi. Người của em đã phải từ hai người vô tiệm của em. Sai hết người này tới người kia. Như cái những người giúp việc muốn được tăng lương thì mượn cớ vậy thôi mà. Mình tăng chút ít lương cho họ, anh bảo đảm họ sẽ không sanh rượu nữa. Vậy sao anh cố tình nhét hai người đó vô tiệm của mày vậy cha? Mình à, anh chẳng qua thấy anh Đạt đã chết rồi nên phải hai người giúp việc mình giúp em thôi, không có gì khác được. Chào con hai. Chú yêu, hai người đó là ai vậy? Chào con hai. Tường, hai người này là do ai muốn về đây? Chúng ta ra ngoài hãy nói. Con hai à, hai người cô vừa nói là thù hào của Đỗ Tư. Là ai muốn hỏi vậy? Má của tôi có biết không? Tôi nghĩ chắc biết. Cứa tiệm là không phải thiếu người làm, sao lại mướn hai người đó chứ? Bây giờ không những tiệm trắng có thù hào của Đỗ Tư mà tiệm chi nhánh của Đỗ Tư. Nói gì vậy? Thì chắc chắn Đỗ Tư có mua đồ. Tôi đã muốn nói từ lâu rồi. Tôi cảm thấy cái chết của ông chủ nên cảm thấy tất cả địa bàn mà là người khác. Sao anh lại biết? Trước kia tôi từng theo ông chủ gặp qua Tăng Chuyện Bằng. Cảm thấy ông không là hàng người gì. Những nghĩ là ai đây? Nó nói là làm giặc phải cái bắt giặc. Những người cần lên tiếng kêu gào trả thù cho ông chủ phải càng làm gì. Nó nói là tôi không dám nói chắc là ai. Chắc chắn không phải là ta. Rồi, thật ra má đi đâu chứ? Chuyện không quan hệ đến con. Không quan hệ tới con. Tại sao má lại lấy mấy cửa tiệm của ba đi cho tình khai quản? Má, ba đã chết ngay trên đất này rồi. Bây giờ bóng tụi nó chưa bắt được. Sao má dễ quên quá vậy? Thank you.
nhiều chuyện con chưa hiểu nổi đâu. Bởi vì không hiểu nên con mới hỏi má. Con kêu má nói làm sao đây? Có nhiều chuyện quá chứ không vậy con là con không hiểu đâu. Tại sao má để cửa tiệm của ba để cho họ đổ cai quản hết? Má chẳng qua muốn lợi dụng ổng thôi. Tại sao má đối với gì không có một chút lông máu nào hết? Chỉ vì nó cũng dùng ít thôi mà. Chẳng qua là má gạt con thôi. Bây giờ má nghe cái gì trả thù? Bởi vì thật ra má đâu có yêu ba chứ. Con không có quyền nói như vậy. Con có quyền nói. Bởi vì con thương ba. Má đâu có yêu ba chứ. Con nói, con nghĩ ba đã chết chết má mà không chết. Con nghi ngờ cái chết của ba là trên tay má và đổ tới. Tới đây làm gì nữa? Em cho con giúp tôi. Sao con có thể giúp được gì? Kiếm ra hung thủ để trả thù cho ba tôi. Sao con phải tin tôi? Bây giờ người duy nhất tôi tin được chỉ còn mỗi mình ông. Sorry.